Đôi mắt trẻ thơ. Mùa xuân năm 1976, tôi đến chợ Cáp Nhĩ mua đồ, nghe thiên hạ bàn tán xôn xao về một chuyện vừa xảy ra cách đó không lâu. Có một bà dẫn cháu ngoại lên chuyến xe khách đường dài để về quê. Lên xe xong rồi, thằng cháu ngoại khoảng 3-4 tuổi bỗng khóc thét lên, nằng nặc đòi xuống xe. Làm thế nào cũng khăng khăng đòi rời khỏi xe, nó khóc càng lúc càng dữ. Bà ngoại không hiểu vì sao cháu cứ khóc to đòi xuống xe, liền khuyên quở nó. Nhưng thằng bé không thay đổi ý định, càng khóc tợn và tỏ vẻ khủng hoảng dữ. Bất đắc dĩ, bà ngoại đành dẫn cháu xuống xe. Đi khỏi xe rồi, bà mới hỏi nó, vì sao mà khóc? Thằng bé đưa tay chỉ về hướng chiếc xe, tỏ vẻ kinh hoàng nói, người trên xe đều không có đầu, làm con sợ chết khiếp. Bà ngoại nghe xong thì hiểu, con mắt trẻ nít thanh tịnh, có lúc chúng nhìn thấy những sự vật mà người lớn không thể thấy. Kết quả xe vừa khởi hành, chạy chưa được bao lâu thì lao thẳng xuống sông, toàn bộ hành khách trên xe đều chết. Thằng bé nhìn thấy là cảnh hiện trước những u linh sắp chết. Tai nạn xe này xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang, trấn Mai Lý Tư, do lão Chu Ngọc Hương 62 tuổi chính miệng kể vào tháng 5 năm 2001. Tòa lầu giải trí. Năm 1936, khi quân Nhật chưa chiếm lĩnh các thành phố lớn trong nước, chúng thường cho phi cơ oanh tạc Nam Kinh, khiến mọi người khắp nơi đều kinh hoàng. Ngày nọ, một ông lão hơn 60 dẫn thằng bé khoảng 8-9 tuổi đi bộ đến Thắng Kỳ Lầu. Đây là khu giải trí của dân thành phố đương thời, nghĩa là khi rảnh rỗi, mọi người có thể vào đây đọc sách, chơi cờ, ngâm thơ, ca hát, tùy ý, vì trong đây có đủ trò giải trí. Ông lão dẫn thằng bé lên lầu xem đánh cờ, bỗng dưng thằng cháu sống chết gì cũng không chịu đi theo, còn khóc to kéo tay ông lại, nằng nặc đòi về. Ông lão thương cháu nên đành chiều ý nó. Đi khỏi khu giải trí chừng 300 mét, ông mới hỏi cháu vì sao mà khóc. Thằng bé tỏ vẻ sợ hãi, hét lên, ông hãy chạy mau đi, những người ở đó đều không có đầu, toàn thân bê bết máu, làm con sợ chết được, có vui gì đâu mà vào đó. Ông không nhìn thấy hay sao? Hai ông cháu còn đang trò chuyện thì từ trên không, một phi cơ Nhật bay tới, lượn vòng quanh và hướng tòa Thắng Kỳ Lầu dội bom. Lập tức người trong đó đều tử nạn, chỉ có mười mấy người ở gần tòa lầu là thoát nạn. Ông lão cảm thán buột miệng, không ngờ thằng cháu đã cứu mạng mình. Tin tức này đương thời được đăng lên Nhật báo Đông Nam, toàn Nam Kinh đều biết. Việc này chứng minh trẻ con nguyên thần thuần chánh, nhãn quan có thể nhìn thấy trước những điều linh dị sắp xảy ra. Tỉnh An Huy, phố Tuyên Châu, trấn Tôn Phụ, lão nhân Đinh Tiết ghi. Vương Quả Phụ. Trước giải phóng, nơi thị trấn bà ngoại tôi cư ngụ, có một hộ họ Vương. Chồng đã mất sớm, chỉ còn cô nhi quả phụ nương nhau mà sống, nếm trải nhiều cơ cực gian nan, cư dân quanh đó thường giúp đỡ cho họ. Sau khi giải phóng rồi, nhà Vương Quả Phụ được xếp vào loại bần hàn, lý lịch tốt, con trai được nhận vào làm cho nhà nước, địa vị thăng cao, rồi chàng cưới vợ, bà có dâu, cuộc sống họ thay đổi cực tốt. Vương Bần Phụ bây giờ thành thân phận quyền quý, là mẹ của con trai có chức cao, nhưng bà lại thuộc hạng tiểu nhân, hễ đắc thế nhất thời thì đâm ra hống hách, coi người chẳng ra chi. Bà sống theo kiểu mục hạ vô nhân, thẳng thừng ngoảnh mặt quay lưng với láng giềng xưa kia đã hết lòng giúp đỡ mẹ con bà. Trong mắt bà hiện giờ chỉ có cán bộ và công xã. Đối với láng giềng chung quanh, bà rẻ rúng coi khinh, thấy ai cũng chướng mắt. Do bà không biết tạo phúc tích đức nên chẳng bao lâu thì con trai lăn ra chết, nàng dâu cũng vội vàng cãi giá vì vợ chồng họ trước đây không có con, bỏ bà ở lại một mình sống tiếp tháng ngày cô khổ linh đinh. Lúc hơn 70 thì bà mắc bệnh, nằm liệt trên giường, có ông A là láng giềng đến thăm cho bà thức ăn. Bà không còn thái độ kiêu ngạo như ngày trước, biến thành lễ phép nhũng nhặn. Bà chết rồi, ngay cả quan tài cũng không có. Láng giềng dùng chiếu đắp cho, dùi thay bà xuống đất. Xem như chuỗi ngày cuối đời của bà kết thúc trong thê thảm, lạnh lẽo.
Nhưng đúng ra chẳng phải bà nghèo tới không có quan tài chôn. Người tạo ra thảm cảnh này chính là ông láng giềng thân tín. Chính ông A đã tạo ra bi kịch, chết không quách chôn cho bà. Nguyên là hồi sinh tiền, bà Vương rất tín nhiệm ông A, nên trước lúc lâm chung đã ký thác số tiền 300 đồng là của cải mình từng tích lũy, giao cho ông A nhờ mua quan tài, lo hậu sự giúp bà. Nhưng vào thời buổi đó, 300 đồng là số tiền cực lớn, khiến ông A bị tối mắt. Vì tâm tham nổi lên, ông đã âm thầm nuốt gọn số tiền to đó. Ông A làm vậy là quá tán tận lương tâm. Kết quả ông A cũng chẳng được hưởng phúc dài lâu, gia đình bỗng suy sụp lụng bại. Ông có hai con trai, nhưng một đứa thì bị quả xa tông gãy chân, cả đời tàn phế, còn một đứa thì bị chết yểu. Láng giềng chung quanh đều nói ông A bị báo ứng. Lời bình, tuy Vương phụ hống hách kiêu ngạo cũng chẳng phải là nguyên nhân khiến con trai yểu mệnh, nhưng người được phú quý mà không huân bồi lòng nhân, không lưu tâm tích thiện tạo phúc, lại sống vô ơn bạc nghĩa thì khó hưởng phúc dài lâu, cũng không thể tìm ra người sống thực lòng với mình được nữa. Còn ông A, ngay cả tiền mua quan tài cho người chết cũng dám tham chiếm, nuốt trọn, dù hồn bà Vương không theo ám thì thiên lý cũng khó dung. Do ông A dám làm việc xấu này nên đã chiêu cảm quả xấu khiến gia đình lụng bại. Chuyện của ba tôi. Ba tôi kể, vào thời đất nước đang lửa bỏng dầu sôi, ông là một sinh viên. Lúc đó có hai đảng phái chống đối nhau, đảng A ném bom vào trường khiến người bị thương vong rất nhiều. Nhưng ngay đêm trước khi xảy ra thảm họa, ba tôi tình cờ nhìn thấy một con dơi đang bị đuối nước trong ao. Động lòng xót thương, ông liền đi kiếm cây sào thả xuống cho dơi bám vào, đu lên, mà được toàn mạng sống. Sáng hôm sau thì đại họa bùng phát, ba tôi tận mắt chứng kiến các sinh viên quanh mình bị bom dội, lớp chết, lớp bị thương, một bạn học của ông bị dở đầu, não văng tứ phía, ngay trước mắt ông. Ba tôi may mắn được bình an không sao, tất nhiên ông có thể tự mình trốn thoát, nhưng nhìn thấy các bạn học đang bị thương, nên ông không nỡ bỏ mặt, tự nguyện ở lại, lớn tiếng kêu gọi mọi người cùng hợp sức cứu thương. Do vậy mà cuối cùng ông cũng bị đảng khủng bố bắt. Họ nhốt ông suốt gần một tuần không cho ăn uống. Đến ngày thứ sáu, ông thừa lúc ban canh gác sơ ý, từ lầu ba ông nhảy qua cây cột điện, cách đó gần 2 mét, tuột xuống đất thoát thân. Ba tôi kể lại chuyện này với vẻ hờ hững bình thản như chuyện của người ta. Song tôi khó mà hình dung ra cảnh một người bị nhốt suốt 6 ngày không cho ăn uống vẫn có thể dùng ý chí kiên quyết và sức mạnh để thực hiện màn nhảy lầu. Lỡ như ba tôi nhảy trật, không ôm trúng được cây cột điện, hoặc xui xẻo bị điện giật, thì ắt là giờ này không thể có tôi ngồi đây để viết ra câu chuyện này. Ba tôi luôn nhắc nhở, trên đầu ba thước có thần linh, vì vậy con sống phải biết hành thiện tích phúc. Tâm lúc nào cũng chứa thiện niệm, đừng chê thiện nhỏ mà không làm, đừng cho ác nhỏ mà mạnh tay làm. Lời phụ thân dạy tôi luôn ghi khắc trong lòng. Tôi rất hãnh diện vì tấm lòng và cách sống của ba tôi. Lời bình, từ việc cứu con dơi bị đuối nước trong ao đến quyết tâm không chạy trốn, nhất định ở lại chúng nguy hiểm để cứu thương các bạn học, đủ để ta nhìn ra tấm lòng từ bi hiền thiện của người cha trong câu chuyện. Người có tâm tính như thế, lẽ nào con đường của ông lại rơi vào tuyệt lộ được chứ? Chuyện các vũ trường. 10 năm trước, quê tôi có rất nhiều quán bar, vũ trường. Bên ngoài là nơi nhảy nhót khiêu vũ, nhưng thực chất là kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Bởi bên trong có cơ sở ngầm bán nhiều chất gây nghiện, kim phục vụ tình dục, chuyên mồi chài gạ gẫm, giăng bẫy dụ khách ăn chơi sa đà. Các vũ trường này làm ăn rất phát, giám đốc nhờ vậy mà giàu sụ, phất to. 10 năm trôi qua, bây giờ nhìn lại, các tụ điểm ăn chơi này sớm đã vắng tẻo lạnh tanh, suy sụp hết cả. Giám đốc Khang, chủ vũ trường X, bây giờ khoảng 60 tuổi, vẫn còn làm việc, nhưng đang thiếu ngân hàng và tư nhân khoản nợ lớn. Từ lâu đã phải gán nợ, trừ nợ và đang ở bên bờ vực phá sản. Ông Khang còn bị ung bướu thời kỳ cuối, gia đình tan nát từ lâu, hiện sống cảnh cô khổ đơn độc. Ông có hai con, một trai một gái,
nhưng con trai nhập băng xã hội đen làm chuyện xấu, nên bị chính phủ bắt nhốt mấy lần, đến giờ vẫn còn ở trong ngục. Con gái thì mê đánh bạc, nghiện ma túy, làm điếm bán thân cho người mua vui. Phần giám đốc B giờ đã 50 tuổi, nhưng vũ trường và cơ sở phục vụ tình dục của ông đều bị xóa. Phải ra ngoài làm thầu công trình, nhưng lại bị người gạt lừa mấy mươi dạng, đến nay vẫn chưa thu được tiền. Cuối cùng là quán Ba Y, nổi tiếng là chốn ăn chơi lộng lẫy hào hoa. Có thể nói vào mùa hè năm 2005, quán phất đến tột đỉnh, lên như diều gặp gió. Vậy mà khi khổng khi không lại xảy ra một trận đại hỏa hoạn, khiến quán ba này bị thiêu trụi, tổn thất hơn 200 vạn. Hiện tại giám đốc còn thiếu nợ sùm, phải bôn đào chạy trốn. Còn nữ giám đốc họ Lưu, hồi trẻ bà cùng chồng mở vũ trường kiêm cơ sở bán dâm, kiếm hơn 100 vạn tiền đen tại địa phương chúng tôi thời đó. Họ góp phần làm nhiều gia đình tan nát. Bản thân bà Lưu rất có tài làm ăn nên nhanh chóng phất lên giàu sụ. Nhưng cảnh sướng không hưởng bền vì chồng bà đã cùng một vũ nữ xinh đẹp nắm tay nhau trốn đi xây tổ uyên ương, bỏ lại mình bà đơn độc nuôi con. Không bao lâu bà sa vào bài bạc, tiền thua càng lúc càng nhiều. Chỉ trong vòng 7 năm, cả gia sản đồ sộ bị tiêu sạch. Hiện tại bà còn thiếu nợ lãi cao, bị xã hội đen ép ngặt, thúc đòi rất khốn khổ. Điểm sơ qua số phận các giám đốc quán bar, vũ trường, thấy rõ do họ sống chuyên nương vào nghề tà dâm, ức hiếp người mà phát tài. Mới đầu thấy như thu lợi to, được giàu sụ, nhưng thực chất sau này họ bị lỗ khủng khiếp. Phải hiểu là ngay đời hiện tại mà họ được giàu sang, có nhiều tài sản là nhờ bản thân trong quá khứ đã từng tích lũy phúc đức sâu dày. Vì vậy, trong kiếp hiện tại tuyệt đối không nên khởi nghiệp bằng phương thức tà, mà nên làm ăn đàng hoàng, chánh nghiệp, như vậy mới gọi là biết kinh doanh, kiếm tiền chân chính. Nếu làm giàu bằng phương thức bất chính thì chắc chắn không thể giữ tiền lâu, chưa kể còn rước thêm ác nghiệp sâu dày vào thân. Phải biết đồng tiền mà hung nhập, ắt sẽ hung xuất, tiền đến đã không sạch thì khi đi cũng không thoải mái. Hơn nữa, những khổ nạn ta chứng kiến bọn họ phải chịu kia chỉ mới là hoa báo, quả báo thực sự vẫn chưa bắt đầu. Trần Đại Gia. Ông Trần là người thông minh tài giỏi, tướng mạo tuấn tú, con nhà phú quý, tính tình phóng khoáng, ăn nói rất có duyên, thu hút. Lúc ông làm việc, người ta cả tháng mới bán được 1-2 sản phẩm, còn ông thì hằng ngày có thể bán tới 7-8 bộ sản phẩm. Ông rất có tài chào hàng, là bậc kỳ tài trong giới kinh doanh. Thế nhưng ông lại có một tật xấu là rất ưa chuyện mây mưa trăng gió, thường tìm kỹ nữ mua vui. Ông kể đã truy hoang với rất nhiều cô. Tôi là đồng nghiệp, thường cố gắng thuyết Phật Pháp khuyên can ông. Tôi nói, người có phúc lộc nhiều mà đắm mình vào bao gái, ăn chơi sẽ làm suy phúc, còn người có phúc lộc mỏng ắt sẽ bị giảm thọ. Nhờ làm việc chung, ông cũng chịu nghe lời tôi khuyên nên đối với nữ sắc có lưu tâm kiềm chế. Sau này ông dời đến nơi khác, cùng bạn bè hùng hạp mở tiệm, giao du toàn những người hiếu sắc, ăn chơi, nên chẳng bao lâu lại đắm chìm trong sa đọa phóng túng. Ông còn khoe là bạn bè luôn khuyên nên phá đời các thiếu nữ để tăng thêm may mắn. Do vậy mà các bé gái mới 12-13 tuổi đã bị ông và đám bạn nhiễm nặng thuyết tàn nhẫn bất lương này xâm hại. Tôi nghe xong rất buồn, vội khuyên ông dừng lại và giải thích rằng hành vi này không phải là việc xả xuôi giúp phát tài hay tăng đại may mắn, mà chỉ càng hủy hoại phúc lộc quyền và khiến bản thân ông đoản thọ, tuyệt đối chẳng nên tin theo tà thuyết này. Nhưng ông vẫn cuồng tín không nghe, hăm hở bỏ tiền ra phá đời các thiếu nữ. Sau đó khoảng chừng 2-3 tháng, ông lái xe hơi mui trần đi ngao du cùng bạn tình thì bỗng bị xe tông, khiến ông văng lên cao mười mấy mét rồi té xuống, não dập nát bét, chết thảm đến kinh hồn. Phụng Tây Ngô. Con tôi. Tôi nhớ có người từng hỏi Đức Lạt Ma, hiện thời Trung Quốc mỗi năm có 15 triệu phụ nữ phá thai, ngài sẽ nhắn nhủ gì với các vị này? Lạt Ma nói, đừng để mang thai, hãy dùng đủ phương pháp để không phải mang thai. Nếu như đã mang thai thì không nên phá, bởi vì sinh mệnh bạn đang mang đó
rất có thể là người bạn cực kỳ yêu thương hoặc là người rất yêu thương bạn. Chúng ta không thể biết trước được. Bởi vì hiện tại ta chỉ quan tâm, chỉ nghĩ đến trách nhiệm phải lo cho đứa bé mà không hề biết là nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời mình. Bản thân tôi suýt nữa cũng phá thai và đánh mất con. Nhưng hiện thời bé đã được 5 tuổi rồi. Đối với tất cả chuyện này, tôi thấm thía, khắc ghi tận xương tủy. Lúc mới hoài thai, tôi không hay biết, chỉ cảm thấy rất mệt, thèm ngủ. Một ngày có thể ngủ đến 18 tiếng. So với người bình thường, mỗi ngày ngủ 6 tiếng, thì sự thay đổi quá cỡ của tôi khiến ông xã phát hoảng. Thế là anh chở tôi đi bệnh viện khám, đến viện trung y của bệnh viện Đồng Thiện ở Kuala Lumpur. Bệnh viện này là bệnh viện tư vô cùng nổi tiếng tại thủ đô Mã Lai, hội đủ 3 viện, trung y, tây y và học viện. Viện trung y hàng năm đều có học giả Trung Quốc đến chẩn khám giao lưu. Lúc đó viện trung y có bác sĩ tụ tập đông nhất. Một bác sĩ Nam Kinh bắt mạch cho tôi, không thấy hiện tượng mang thai nên ông bổ cho tôi 10 thang thuốc. Tôi dùng được 2 thang thì tối đó bỗng nằm mộng, thấy trên trời rơi xuống một đóa hoa sen vàng óng ánh chói lọi. Thức dậy tôi cảm thấy rất lạ kỳ, liền đi mua que thử thai. Trời ạ, rõ ràng hiện 2 vạch, vậy là có thai rồi, làm sao đây? Bởi không biết mình mang thai nên tôi đã cùng chồng đi máy bay suốt 4 tiếng. Ai cũng biết áp lực không trung rất bất lợi cho thai nhi. Không những thế, tôi còn đi dự tiệc và uống rất nhiều rượu vang, chưa kể là còn uống thuốc ngừa nữa. Vì vậy tôi nghĩ nếu lưu đứa bé lại, tôi e rằng nó sẽ không khỏe mạnh mà loại bỏ đi. Thật quá bất nhẫn, tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng tôi quyết định cùng chồng đi đến viện Tây Y của bệnh viện Đồng Thiện, hỏi bác sĩ xem sao. Bởi Đồng Thiện là y viện rất có danh tiếng, các bác sĩ vào đây làm bắt buộc phải có tay nghề cao, kỹ thuật giỏi. Đa số họ đều du học từ Anh Quốc hay Canada về. Chúng tôi chọn bác sĩ Dư Vĩ Vân, ông khoảng hơn 50 tuổi, đã từng du học và tốt nghiệp hạng ưu tại Canada, rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi kể tình huống mình cho bác sĩ nghe. Lúc đó tôi thiên về khuynh hướng loại bỏ thai nhi. Bác sĩ Dư nghe xong trầm ngâm một hồi rồi bảo: "Tôi không dám nói là cháu bé này sẽ khang kiện, nhưng tôi tin sức sống của bé rất mạnh mẽ. Nếu hai vị chẳng muốn lưu đứa bé thì xin tìm nơi khác, vì xưa nay tôi chẳng bao giờ làm công việc nạo phá thai. Nếu các vị chọn phương án lưu bé lại thì ngày mai hãy đến gặp tôi." Tôi và chồng bàn bạc một ngày, cuối cùng thì quyết định đành cắn răng lưu đứa bé lại. Bé được 3 tháng thì tôi đi bệnh viện khám. Thấy trên màn hình bé cử động không ngừng, Dư bác sĩ mỉm cười bảo: "Chà, là một cục cưng rất lanh lẹ, linh hoạt đó nha, vậy là tốt rồi, xem như thai nhi mạnh khỏe." Sau đó ông chỉ vào các điểm trên màn hình giải thích: "Đây là xương sống, tay, chân, vân vân." Trong chớp mắt tôi cảm nhận được niềm vui của người làm mẹ. Có lẽ nhờ biết thai mạnh khỏe, cũng nhờ tôi giỏi Anh văn, nên hôm đó khám xong, tôi còn trò chuyện rất hào hứng với bác sĩ và phát hiện ra vị bác sĩ này quả không tầm thường. Dư bác sĩ là hậu duệ đời thứ 2 của người Hoa, tốt nghiệp đại học ở Canada xong thì ông về nước làm việc tại bệnh viện này, tính ra đã hơn 20 năm. Bác sĩ nói tiếng Anh và tiếng Mã hết sức sành sỏi, ông còn là một hành giả tu mật tông rất chí thành. Ông kể vào năm 2004, nước Thái Lan bị trận đại sóng thần, lúc đó nơi này cần đoàn bác sĩ đến trợ giúp gấp, do công nhân hai nước Mã Lai và Thái Lan có thể tự do lưu hành qua lại, nên bác sĩ Dư liền lái xe nhà đi thẳng đến đảo Phổ Kết. Bất kể là chữa trị cho người bị nạn hay khiêng dời xác chết, ông đều dốc toàn tâm toàn lực để giúp. Ông làm công tác cứu hộ ở đây ngót 5 ngày, sau khi quay về cũng không kể cho ai nghe nghĩa cử này. Hôm nọ ông đến bái kiến sư phụ là một cao tăng Lạt Ma. Ông không cho tôi biết tên của ngài. Sư phụ vừa nhìn thấy ông thì bảo: "Vừa rồi con đã làm gì mà có quá đông người đi theo phía sau vậy? Họ đều là người ngoại quốc." Nghe vậy ông ngơ ngác nhìn sư phụ, vì thấy trong phòng hiện giờ chỉ có 2 thầy trò mà thôi. Sư phụ mỉm cười nói tiếp: "Ta nói là chỉ đám người đang theo phía sau ông kìa." Ông kinh ngạc sững người ra, sực nhớ lại ở đảo Phổ Kết suốt 5 ngày ông đã giúp xử lý gần 200 thi thể. Hơn nữa người gặp nạn đều là du khách Tây Phương. Sư phụ lại cười bảo:
bọn người này đối với ông hoàn toàn có ý tốt nên không có gì phải lo ngại. Bác sĩ kể tôi nghe xong thì bảo là sau việc đó ông bắt đầu tin trên đầu ba thước có thần minh, phải trân trọng tất cả mạng sống, đó là lý do ông kiên quyết không hành nghề phá thai. Thời gian dần trôi qua, tình cảm trong lòng người mẹ cũng dần tăng trưởng. Tôi vẫn còn âu lo cho bé nên đi Thiên Hậu Cung rút thẻ xăm. Thiên Hậu Cung vốn có tên là Hải Nam Hội Quán, do các hậu duệ người Hoa hùng tiền xây dựng nên, xem như từng viên gạch cọng cỏ trong đây đều không dùng một xu của chính phủ. Bởi do người Hải Nam kiến lập cho nên trong đây cúng thờ Thánh Mẫu Nương Nương. Nghe nói thẻ xăm ở đây cực kỳ linh, đến nỗi sau này tên Hải Nam Hội Quán bị người ta quên lãng, ngược lại tên Thiên Hậu Cung càng lúc càng nổi như cồn. Khi tôi rút thẻ, tôi khấn thầm điều mình muốn hỏi. Kết quả trên thẻ ghi bằng tiếng Anh như thế này: You are pregnant, please guardian angel. Ý nghĩa là bạn đã có thai, xin thỉnh thiên thần hộ vệ. Lòng tôi có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ chắc là vô tình trùng hợp mà thôi. Thế là tôi lại rút tiếp một thẻ khác, lại ra đáp án y chang như lần trước. Tôi cảm thấy dường như trong vô hình, trời cao đang muốn hậu đãi đứa bé này. Hiện thời tôi cần phải quan tâm chăm sóc cho bé. Chớp mắt, thai nhi đã được 9 tháng. Do tôi tẩm bổ quá nhiều, dẫn đến phát sinh cao huyết áp, nên phải đi kiểm tra nhiều lần. Lúc chẩn khám cuối cùng, bỗng gặp một đoàn rất đông bác sĩ và các y sinh của học viện vào tham khảo. Trong đây có một nữ bác sĩ Ấn Độ tên Ami, là giảng sư dạy tại học viện. Lúc này, màn hình hiện rõ chính diện đứa bé. Chúng tôi đồng thấy rõ, nữ bác sĩ Ấn Độ mỉm cười nói, A boy, một bé trai. Chính tôi cũng nhìn thấy vậy, nhưng tôi vẫn hỏi lại mấy lượt cho bảo đảm, A boy, are you sure? Là con trai, bác sĩ chắc thế chứ? Xin cam đoan là đúng như thế. Mọi người đều khẳng định như vậy. Bác sĩ Dư chụp siêu bê cho tôi, ghi tư liệu. Do tôi có thai nên chứng cao huyết áp mỗi lúc càng tăng, nên cuối cùng bị quyết định là phải sinh mổ. Sẽ phẫu thuật vào lúc 9:30 ngày mồng 6 tháng 12. Nhưng một ngày trước khi mổ, tôi đã mơ thấy giấc mộng rất lạ. Bà ngoại tôi thổi sinh tiền sống rất thiện lương. Bà đã qua đời 20 năm rồi. Thổi giờ tôi chưa từng mơ thấy bà. Nhưng tối đó tôi mơ thấy mình đến nhà thờ tổ tiên. Ông ngoại tôi đang nằm trên ghế dài, còn tôi ưỡn cái bụng thè lè đứng cạnh bên. Nhưng dường như ông không trông thấy tôi. Đột nhiên bà ngoại xuất hiện trước mặt tôi. Bà ăn giận cực kỳ xinh đẹp, thanh khiết, đầu đội mão có đính viên ngọc màu xanh lục, mỗi bên tai xỏ hai lỗ, đeo hai bông tai, cũng là bảo ngọc màu lục. Tuy đang nằm mơ nhưng tôi nhớ rất rõ điều này. Vào thời Trung Quốc cổ đại, không phải tai ai cũng có thể tùy tiện xỏ nhiều lỗ và đeo nhiều bông tai, chỉ người thân phận cao quý mới có quyền xỏ nhiều lỗ, đeo nhiều bông tai. Sau khi bà qua đời rồi, mẹ tôi từng nhờ người xem giùm bà sinh về đâu, thì có được đáp án là bà ngoại tôi nhờ cả đời sống thiện lương, tâm tốt lành, nên đã được lên cõi cao tu hành rồi. Bây giờ tôi nhìn thấy bà ăn mặc tôn quý như thế, xem ra người ta coi không sai, có điều là dường như bà không nhìn thấy tôi. Lúc này ông tôi cầm gậy chỉ vào bà hỏi, đến đây làm chi? Bà trả lời nhấn mạnh hai lần, tôi muốn quay về, tôi muốn quay về. Bà đáp xong thì tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn đầy mình, nhìn đồng hồ thấy đúng 5:30. Do không thể ngủ tiếp được, tôi liền chuẩn bị hành lý đi tới bệnh viện. Trước đó đã định là 9:30 mổ sinh cho tôi, nhưng ngay lúc này lại xuất hiện một bà nhất định cản lại làm khó, nên bác sĩ buộc phải điều đình thương lượng cùng tôi. Tôi nói, được, tôi đợi một chút cũng không sao mà. Ai ngờ gần 12 giờ thì con gái tôi sinh ra. Lúc bé chào đời, chồng tôi không ngừng chất vấn bác sĩ, sao trước đó lại nói là con trai? Dư bác sĩ rơi vào tình thế khó giải thích, đành xin lỗi, nhận là ông khám lầm. Lúc ấy tôi cũng tin là khám lầm. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy tuyệt đối không thể là khám lầm. Bản thân dư bác sĩ có bề dày kinh nghiệm mấy mươi năm, tạm thời tôi không nói làm chi. Nhưng lúc đó tại hiện trường có rất đông người chứng kiến, ai cũng đều nhìn nhận và xác quyết giống như nhau. Ngay cả nữ bác sĩ Ami từng giảng dạy về khoa phụ sản hơn 10 năm và các chuẩn bác sĩ lưu học ở đây nữa,
Một người xem thì có thể lầm, nhưng cả đoàn đều lầm hết thì quá vô lý. Cho dù có khám lầm đi nữa, vậy thì trái ớt của đứa bé trong hình giờ vẫn còn nhìn thấy rõ mồn một, từ đâu mà có. Do vậy, bác sĩ nhận mình khám sai là điều không thể, tuyệt đối không phải khám sai. Điều ly kỳ nhất là dái tai con gái tôi hiện mờ mờ đường nét, như đã từng xỏ hai lỗ, có đeo bông rồi vậy. Lẽ nào đứa bé sắp sinh là trai? Nhưng khi bà tôi quyết định trở về thì thai kia quá thành nữ. Đây chỉ là điều nghi vấn âm thầm trong lòng tôi mà thôi. Đứa bé đầy tháng thì tôi đến Thiên Hậu Cung rút thẻ xăm để xem vận mệnh bé thế nào. Bởi lúc bé sinh ra chỉ có 2,5 kg, thuộc dạng thể trọng yếu, lại thêm do tôi phải uống thuốc trị cao huyết áp, nên lòng có chút lo lắng về bé. Kết quả trên thẻ ghi: hồng quang trên đầu chiếu, quý nhân giáng lâm nhà. Lúc con tôi sinh ra là gần 12 giờ trưa, đúng là hồng quang chiếu trên đầu à. Lúc bé gần 1 tuổi, hôn nhân tôi phát sinh xung đột, dẫn đến vô phương duy trì. Kết quả tôi bồng con quay về nước. Lúc đó tôi rất sợ mẫu thân không tiếp nhận, vì bà thuộc loại người quá xem trọng thể diện và có tính trọng nam khinh nữ. Ai ngờ mẫu thân đối với cháu cực kỳ thương yêu. Thực ra lúc bà ngoại tôi còn sống, mẹ tôi và bà quan hệ rất tốt. Đến nỗi khi bà qua đời rồi, nhiều năm sau mẹ tôi vẫn còn nhung nhớ không nguôi. Có lần mẹ tôi mắng yêu cháu ngoại: này, không biết tại sao bà lại bị cái thứ chó con như cháu hớp hồn kia chứ. Trong khoảng thời gian này, tôi cùng chồng liên tục tranh cãi, nên tôi không tha thiết gì tới tương lai. Tối đó tôi đang trực tại nhà máy phát điện, trong lúc đàm thoại qua phone cùng chồng, lòng rất bực tức khó chịu. Tôi liền tắt phone, đi bật máy phát điện và đột nhiên nảy ý muốn tự tử. Đây là khu công nghiệp điện áp cao, chỉ cần tôi đưa tay vào là có thể kết thúc cuộc đời, chấm dứt mọi thống khổ. Hơn nữa hiện thời không có ai bên cạnh, nếu có xảy ra chuyện thì mọi người sẽ tưởng là do tai nạn bất ngờ mà thôi. Như vậy con gái tôi có thể hưởng được một khoản tiền trợ cấp, còn tôi thì cũng giải thoát. Tôi đang nghĩ như thế thì bỗng nghe ruột nóng điên cuồng, không ngừng nhớ đến con, vì vậy mà không thể hành động liều lĩnh. Nội tâm tranh đấu giằng co suốt 2 tiếng. Cuối cùng dường như có một lực cản vô hình rất mạnh ngăn tôi lại. Tôi nghĩ đến con mình đã bất hạnh không được cha yêu. Nếu tôi mà chết rồi thì mạng nó mong manh như cọng cỏ. Thế là tôi lau nước mắt, dịnh tường, lảo đảo bước ra ngoài như cái xác không hồn. Hôm sau mẹ tôi đột nhiên lo lắng hỏi tôi: tối qua con không có chuyện gì chứ? Tôi cả kinh, tưởng rằng đã bị bà nhìn thấu tim gan, vội nói cho qua: dạ không, chẳng có chuyện gì cả mẹ ạ. Nghe vậy mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: không có gì thì tốt rồi. Tại tối qua con bé cứ liên tục khóc thét, không ngừng gọi mẹ ơi mẹ hỡi, khiến ta cho rằng con bị xảy ra chuyện gì rồi chứ. Tôi vội hỏi: lúc đó khoảng mấy giờ? Khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ. Nó không ngừng khóc gào gọi mẹ liên tục, dỗ thế nào cũng không nín, làm ta mệt chết đi được. Từ 6 giờ đến 8 giờ là khoảng thời gian tôi ở trong nhà máy phát điện và đang có ý muốn tự tử. Đúng là tôi bị con bé kêu về, bởi vì nó là đứa con đặc biệt vui vẻ, dễ nuôi, hầu như không hề bệnh mà cũng chẳng quấy rầy người. Hơn nữa tình huống nó kêu gào khóc lóc như vậy chỉ xuất hiện có duy nhất một lần đó thôi. Trước đây chưa từng có, sau này cũng không. Hồi đó tôi đánh liều lưu thai nhi lại, ai ngờ có ngày được cháu bé cứu mạng tôi. Con tôi không có biểu hiện gì là người thông minh nổi trội, trừ sở thích ưa mỹ thuật là gen di truyền cơ bản của cha mẹ ra, thì cháu chẳng có điểm gì xuất sắc đáng nói. Nó cũng không thừa hưởng ưu điểm hay sở trường nào của cha và mẹ. Nhưng tôi luôn quan niệm rằng, vì sao phàm phu chúng ta lại căn cứ vào trí thông minh và sự xinh đẹp để phán đoán phúc họa sớm chiều của một người kia chứ? Bởi có biết bao đứa trẻ mới đầu nhìn thấy thông minh lanh lợi, nhưng sau này lại khiến cha mẹ chuốc lấy nhiều nghiệt chướng lo phiền. Đã có biết bao cô bé xinh đẹp, nhưng sau khi lớn lên lại chẳng trốn thoát kiếp hồng nhan bạc mệnh. Hiện nay có rất nhiều thiếu phụ trẻ chung quanh tôi đang lo uống thuốc hoặc nốc thật nhiều rượu vì chẳng muốn lưu con. Họ khiến thân thể kém khỏe mạnh, không tốt cho thai nhi, rồi diễn cớ sợ con chẳng đủ thông minh, thể trạng không bình thường. Họ nêu đủ lý do để có thể dễ dàng loại bỏ thai nhi
giống như tôi ngày xưa đã suýt phá bỏ con vậy. Chuyện phẫu thuật phá thai nguy hiểm chẳng nói làm chi, vì bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng là khi giết con, bạn không hề biết đứa bé bạn phá bỏ đó vốn là người yêu thương nhất của cuộc đời mình, hoặc là người đem lại may mắn nhất cho bạn. Tôi nhớ lúc con gái tôi gần 3 tuổi, mẹ tôi muốn tôi tái hôn, tôi không đồng ý nên chúng tôi cãi nhau. Việc này trôi qua ước chừng vài tháng. Một hôm, con gái tôi ngồi chơi cùng bà, nó bỗng nói: "Bà ngoại, xin đừng bức ép mẹ cháu nữa, làm vậy cháu buồn lắm." Mẹ tôi nghe cháu nói chỉ biết rơi nước mắt. Sau đó bà bảo tôi: "Mày có đứa con như vậy, mẹ thực đỡ lo." Sau khi quy y Tam Bảo, tôi dẫn con đi Phổ Đà Sơn. Nơi đây có thiền viện Mai Phúc nổi danh, ai cũng biết. Trong đây có mấy vị sư nữ công phu tu rất thâm hậu. Hôm đó, lúc tôi dẫn con lên đến nơi, thì gặp vị ni sư già đang sưởi nắng. Bà nhìn thấy con tôi liền gọi chúng tôi tới, sau đó nói nhiều câu rất cát tường. Còn sư phụ mà tôi quy y là một vị tỳ kheo ni khoảng mấy mươi tuổi, sư xuất gia từ bé và tốt nghiệp Phật học, viện Mân Nam, Phúc Kiến. Suốt quá trình ở bên sư phụ, tôi nhận ra bà có thần thông, nhưng sư không bao giờ tự nhận là mình có năng lực phi phàm. Thế nhưng tôi nghĩ gì, sư đều biết hết. Sư luôn dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho bé. Có lúc tôi không nhịn được, cứ than thở với sư là con bé khờ quá. Sư chỉ mỉm cười không nói gì, rồi sau đó hóm hỉnh bảo: "Nếu như con không muốn nuôi bé thì hãy cho ta." Mẫu thân tôi thường lén đi xem hậu vận cho tôi. Trùng hợp là có rất nhiều vị thầy đoán mệnh nổi danh đều phán con tôi mang tài lộc tới. Mà kể ra cũng lạ, khi tôi ôm con về nước một thời gian thì đã dễ dàng xin vào một đại xí nghiệp. Hơn nữa, trước khi tôi đến làm thì cơ quan này không phát lắm. Nhưng từ khi tôi bắt đầu làm việc thì hiệu quả đột nhiên tăng cao. Nhờ vậy mà trừ lương tháng ra, tôi thường xuyên được thưởng, được hưởng chế độ ưu đãi, có quyền mua những nhu yếu phẩm với giá đặc biệt. Mặc dù tôi trở thành bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con, nhưng kinh tế tương đối khấm khá. Đã có nhiều nhà tiên tri, bao gồm cả sư phụ tôi, đều nói hậu vận của tôi phi thường tốt. Thực ra tôi nghĩ, người thế gian nếu nói tuổi già tốt thì đầu tiên phải căn cứ vào con cái tốt. Bởi vì chẳng sợ sự nghiệp không thành công, chỉ sợ con cái bất hảo. Đây mới là điều quan trọng khiến ta lao đao khó thể hạnh phúc. Tôi đem kinh nghiệm bản thân kể ra, chia sẻ cùng mọi người, mong rằng tất cả, nhất là các thiếu phụ, sẽ cư xử tốt với các mầm sống vừa tượng hình trong lòng mình. Các nước Âu Tây thường chỉ trích người ta về vấn đề nhân quyền. Mới đầu tôi cũng cho đó là âm mưu chính trị, nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế. Bởi khi tôi đi khắp các nước như Tân Gia Ba, Thái Lan, Ấn Độ, Mã Lai, v.v., tôi chẳng thấy có quốc gia nào giống như đất nước chúng ta. Một đất nước mà ngay từ trên báo chí cho đến khắp hang cùng ngõ hẻm, nghĩa là ở bất cứ đâu, cũng trương quảng cáo, cổ suý, khuyến khích, tán dương phá thai, thậm chí còn khoe rằng phá thai không đau đớn gì, làm sao mà không đau được chứ. Chưa kể đứa bé đến đầu thai ấy là người có duyên rất sâu với ta, là máu trong máu, thịt trong thịt cùng ta. Vậy mà ta đành đoạn đem chúng phá bỏ, làm vậy cũng là ta đang phá luôn hạnh phúc của đời mình. Tôi hy vọng các nam nhân đọc đến bài viết này thì đối với gia đình nên có trách nhiệm với người vừa mang thai con mình. Nếu quý ông sống vô trách nhiệm thì không phải làm hại một đời người mà là hại tới hai mạng. Theo luật nhân quả dần xoay, những gì bạn tạo tác cuối cùng đều sẽ hoàn lại cho bạn. Xin đừng để việc phá bỏ con xảy ra. Xin đừng nghĩ do mình mới mang thai, dù có phá đi thì chỉ là hòn máu nhỏ mà thôi. Thực ra khi phôi thai tượng hình là đã có thần thức, bé vẫn biết đau, buồn thương, giận ghét, biết lo sợ khi cha mẹ phá bỏ, chỉ là không thể nói hay biểu lộ ra ngoài cho cha mẹ hiểu được mà thôi. Khi thai quá lớn mà phá bỏ, thì đầu mình, từng cánh tay, khúc chân bé bị cắt lìa để lôi ra, đau đến xé lòng. Giết hại mạng sống tương đương tội giết người, huống chi đó lại là đứa con. Cha mẹ nào đành tâm dương mắt nhìn con bị cắt xẻ đau đớn. Nếu bé chỉ là hòn máu, thì hòn máu ấy vẫn biết đau, biết khổ thống thiết khi bị bức tử. Vì vậy xin bạn đừng bao giờ phá thai. Thổ Đăng Hy.
kinh nghiệm cầu siêu cho vong thai. Năm 2001, con gái tôi không cẩn thận bị dính thai lần hai. Nó gọi điện tới hỏi phải làm sao. Tôi bảo, phá thai là tội sát nghiêm trọng, vì vậy nếu con đã mang thai rồi thì phải sinh ra, tuyệt đối không được phá. Ái nữ tôi đã có con trai 7 tuổi, nên rất muốn có thêm một bé gái nữa. Nó cảm thấy lần mang thai này phản ứng không giống lần trước, nên cho rằng rất có thể là con gái, liền thuận theo ý kiến của tôi. Nào ngờ 3 tháng sau, khi y viện chẩn khám, thì phát hiện thai nhi không có nhịp tim và đã ngưng tăng trưởng cả tuần nay rồi. Do vậy mà bác sĩ đề nghị làm phẫu thuật lấy ra. Thế là con tôi đồng ý. Sau khi tôi học Phật rồi, hiểu rõ người chết còn mang thân trung ấm trong vòng 49 ngày là rất quan trọng. Vậy nên suốt thời gian này, nếu vong linh được thân quyến tụng kinh niệm Phật siêu độ cho thì sẽ rất có hiệu quả, thu được lợi ích. Vì qua 49 ngày, họ sẽ nương vào lực hỗ trợ tạo thiện của thân nhân mà được đầu sinh vào cảnh tốt lành. Do vậy, sau khi biết con gái bất đắc dĩ phải bỏ thai rồi, tôi quyết định dốc sức vì vong thai bé bỏng bất hạnh, tụng 7 bộ kinh Địa Tạng cầu siêu cho cháu. Tôi nghĩ đứa bé này khi nhập thai đã hành mẹ ngót 3 tháng ròng rồi mới đi, xem ra rõ ràng là quan gia trái chủ tìm đến báo oán. Do vậy, việc tụng kinh của tôi có thể giúp hai bên tháo gỡ oan kết và cũng giúp cho con gái tôi được bình an vô sự. Vì lo cho con gái chẳng khéo tự chăm sóc mình, nếu như không nghỉ dưỡng tốt thì rất dễ sinh bệnh, nên từ Nam Kinh tôi vội vàng mua vé đến Bắc Kinh để chăm sóc cho con gái và tụng kinh siêu độ cho cháu luôn. Do vé xe khó mua mà tôi lại cần đi gấp nên phải dùng vé chợ đen. Tôi tới nhà con gái vào chiều hôm sau, dùng cơm tối xong thì đã mệt đuối, bèn nhủ thầm với vong thai: "Cháu à, hôm nay ta mệt quá, thôi thì sáng mai bà sẽ bắt đầu tụng kinh cho cháu nhé." Nhưng mới hơn 4 giờ sáng, tôi đã bị thằng rể vào phòng đánh thức nói: "Mẹ hãy vào ngủ với bé Tài. Ngọc Hân là tên con gái tôi, đau bụng dữ dội suốt cả đêm qua, giờ con phải chở vợ đến y viện khám." Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ, bèn vội đi khai kinh Địa Tạng, tụng bộ đầu tiên. Con gái tôi đến bệnh viện khám thì thấy không có vấn đề gì, bèn quay về nhà nằm nghỉ, thông tiện xong thì hết đau. Sau này các bạn đạo của tôi phân tích, diễn giải rằng có thể do tôi phát nguyện tụng kinh siêu độ cho cháu bé, nên cháu làm vậy để cảnh tỉnh tôi tụng sớm cho cháu. Do tôi vừa trải qua chuyến đi đường dài khá mệt, hàng ngày phải lo đảm trách việc bếp núc, chăm sóc con gái và tụng kinh cầu siêu cho cháu nên rất bận. Buổi trưa nghỉ ngơi một chút thì tôi tranh thủ tụng kinh Địa Tạng. Nấu cơm chiều xong thì lo khóa công phu tối và niệm Phật một tiếng. Lúc này tôi đã 67 tuổi, tuy cảm thấy rất mệt, nhưng trong lòng luôn vững tin vì nghĩ rằng mình đang làm việc cần làm của một đệ tử Phật. Mấy ngày này hễ tụng khóa tối xong, do quá mệt nên tôi vừa nằm xuống là ngủ ngay, không chút mộng mị. Nhưng một đêm nọ, tôi thấy một điềm mộng lạ và sau khi thức dậy vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Tôi mơ thấy cách vách có hai tiếng người nói chuyện với nhau. Một vị nói: "Hãy quan sát xem vong này sẽ sinh về đâu, cõi người hay cõi trời?" Vị kia đáp: "Theo ta thấy thì vong này sẽ sinh về cõi trời." Nghe đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc, lòng rất ngạc nhiên. Bao đêm rồi tôi không hề nằm mộng. Hơn nữa, từ lúc học Phật đến nay, tôi chưa hề mơ thấy giấc mộng nào có nội dung lạ như thế. Tôi sực nhớ ra trong kinh Địa Tạng có nói, nếu thân quyến tụng xong đủ số, vong linh ắt được giải thoát. Vậy có phải là tôi đã tụng kinh đủ 7 biến rồi chăng? Do mấy ngày này tôi bận rộn đến tối tăm mày mặt, nên cũng không lưu tâm tính đếm số biến kinh đã tụng. Bây giờ tôi mới bắt đầu nhẩm tính. Chiều thứ tư tôi đến Bắc Kinh, sáng thứ năm thì bắt đầu tụng. Vậy tối hôm qua là thứ tư, cũng vừa xong 7 bộ. Trong lòng tôi rất mừng, không phải vì từ khi học Phật đến nay lần đầu được thấy mộng có nội dung đặc biệt, mà bởi vì giấc mộng này cho tôi hiểu rõ rằng mình đã tụng kinh cầu siêu cho cháu ngoại thành công, chứng minh rằng lời chư Phật, Bồ Tát chẳng hề hư dối. Tôi càng thấm thía sâu sắc câu lời chư Phật, Bồ Tát là chân ngữ, thật ngữ, bất dối trong kinh Kim Cang miêu tả. Giấc mộng này tôi thấy rất rõ và có ấn tượng sâu sắc.
nên tôi thầm tri ân chư Phật Bồ Tát đã điểm hóa, khiến tôi đối với việc học Phật càng tăng thêm lòng tin kiên cố. Tôi lập tức rời giường đến trước chư Phật Bồ Tát, chí thành lễ lại và niệm 1000 danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để bày tỏ lòng tri ân vô cùng vô tận. Hôm sau tôi nghĩ, việc siêu độ đã hoàn tất mỹ mãn, sức khỏe con gái cũng đã hồi phục tốt, nên tôi cho phép mình được thư thả, có quyền hưởng nhàn, giải trí đôi chút, bù lại những ngày nhọc mệt đã qua. Vừa dặn tối đó, truyền hình cho chiếu bộ phim trinh thám mà tôi rất thích. Do tôi học Phật chưa đủ thâm nhập, nên chưa kháng lại sức cám dỗ của truyện phim. Thế là chiều đó tôi lo tụng khóa tối sớm, để buổi tối có thời gian thong thả xem phim. Tối đến, khi tôi đang ngồi xem phim một mình trong phòng, thì bỗng nghe tiếng động vang lên ngoài cửa. Xin giải thích, nắm cửa nhà con gái tôi là dạch ngang chứ không phải hình tròn. Mỗi khi ta nắm xoay thì nó sẽ chuyển từ hình ngang thành dọc. Tôi chăm chú nhìn nắm cửa đang xoay và biến đổi từ hình ngang sang dọc rất rõ, nên cứ đinh ninh nghĩ rằng bé Tài muốn vào chơi với tôi. Nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy cháu vào, tôi nhủ thầm, cháu không vào quấy quá làm ồn thì cũng tốt, xem như tôi được an ổn xem phim. Nhưng đúng lúc phim vừa kết thúc thì tôi chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng gọi, bà ơi. Tôi khen thầm, thằng bé này ngoan quá, đợi tôi xem phim xong rồi mới đòi vào chơi. Bèn lên tiếng, cháu Tài hả, vào đây với ngoại nào. Nhưng không thấy tiếng hồi đáp, cũng không nghe bên ngoài có động tĩnh gì. Tôi liền bước tới mở cửa, nhìn quanh thì thấy bên ngoài chẳng có ai. Tôi liền gọi, Tài ơi. Con gái tôi đang nằm ở phòng kế bên, vội lên tiếng, bé Tài xuống dưới lầu chơi từ lâu rồi mẹ à. Tôi hỏi, thế chẳng phải 20 phút trước nó có đến mở cửa phòng mẹ hay sao? Nó xuống dưới chơi nãy giờ hơn cả tiếng rồi, đâu có ở đây. Vậy thì là con hay đứa nào đã đến xoay nắm cửa nơi phòng mẹ? Ngọc Hân đáp, tụi con ai cũng muốn để mẹ được an tĩnh xem phim, đâu ai qua đó quấy rầy mẹ làm gì. Tôi bảo, không đúng, quả thực hồi nãy có ai đến xoay tay nắm nơi cửa làm nó chuyển động, hơn nữa mẹ còn nghe rõ ràng tiếng gọi bà ơi mà. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra, trong kinh Bách Nghiệp có một đoạn kể rằng, chư thiên mới sinh có nguyên tắc là họ sẽ lập tức làm ngay 3 điều. 1. Xem mình từ đâu đến. 2. Nhờ nhân duyên gì mà sinh thiên. 3. Sẽ đi đến đó cảm tạ. Tôi lập tức hiểu ra, đây nhất định là dông thai đã sinh thiên rồi và quay xuống cảm tạ tôi. Bởi vì nếu như cháu được thuận lợi sinh ra thì cũng sẽ kêu tôi bằng bà. Bản thân tôi vốn là một người lý trí. Từ khi học Phật đến nay, tôi không hề có bất kỳ ảo giác nào. Hơn nữa, những việc này phát sinh sau khi tôi đã tụng kinh cầu siêu hoàn mãn. Và vào lúc tôi hoàn toàn nghỉ ngơi thư thái, thì tuyệt đối không thể đổ cho là ảo giác hay giải thích theo các kiểu tương tự thế. Tôi bỗng nhớ đến giấc mộng hôm trước, và trong lòng tôi thầm chấn động cả kinh, càng thấm thía lời chư Phật Bồ Tát, quả vô cùng chân thực, không hư dối. Và tôi chợt nhận ra công đức của kinh Địa Tạng thật vi diệu khôn lường. Hồi mới học Phật, tôi đọc kinh Địa Tạng, tôi chỉ nghĩ là chư Phật Bồ Tát do vì muốn dạy người ngưng ác hướng thiện nên mới thuyết như vậy thôi. Nên đối với những lời trong kinh tôi chưa hoàn toàn tin hẳn. Ngay cả khi đọc kinh Bách Nghiệp, tôi cũng thấy những chuyện kể trong đây sao mà giống như thần thoại. Thế nhưng sau khi trải qua những việc lần này và các sự tình khác nữa, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng dù kinh Phật có khiến người ta cảm thấy quá kỳ bí, cao xa, khó hiểu, khó nghĩ lường, nhưng những điều chư Phật Bồ Tát đã nói ra quả là rất chân thật, không dối. Chỉ cần chúng ta có tính tâm kiên cố, chịu hành trì trung thực đúng như Phật dạy, thì sẽ thể nghiệm được Phật tính sẵn có nơi mỗi người. Từ đó tôi đối với Bồ Tát Địa Tạng sinh lòng tri ân sâu nặng. Bất kể đi đâu, đến đâu, hễ nhìn thấy tượng Ngài là tôi chí thành lễ bái. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng đã giúp tôi tăng tín tâm học Phật. Chính nhờ công đức chân thực của Bồ Tát và kinh Địa Tạng đã dìu dắt, giúp tôi kiên định bước đi trên con đường trí tuệ giác ngộ của Phật. Hôm nay là ngày khánh đản Bồ Tát Địa Tạng, để báo đáp thâm ân vô tận của Ngài. Tối qua tôi đã viết ra bài văn này, xin đem một phần kinh nghiệm tự thân đã nếm trải qua, trân trọng chia sẻ cùng mọi người. Hy vọng quý vị có thể thâm tín nhân quả, tin sâu lời Phật, không sát sinh, không phá thai,
thành tâm sám hối tất cả nghiệp đã tạo trong quá khứ. Xin hãy vì những chúng sinh mình từng làm hại trong quá khứ mà tụng kinh siêu độ, cầu họ xin cõi lành gặp Phật pháp tu hành đồng chứng Bồ đề. Vân Phong. Hướng Phật xin công tác. Tôi học Phật được mấy năm, do gần đây con trai bị bệnh, tôi đã đem cháu đi chữa trị khắp nơi nhưng vô hiệu. Sau này tình cờ lên net nhìn thấy trang web Tiểu viện Sơn Tây của Phật giáo, tôi bèn thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng đem về nhà đọc, với hy vọng biết đâu may gặp thuốc hay có thể cứu được con. Thế nhưng vừa mới lật vài trang đã thấy quá khó, do văn từ nhiều, lại là chữ phồn thể, hơn nữa trong đây còn miêu tả rất nhiều loài quỷ thần, hoàn toàn trái ngược với thuyết vô thần và quan niệm của thế giới hiện đại mà tôi từng học trong trường. Đọc kinh không hiểu nên tôi rất muốn nghe giải thích, vì vậy tôi bèn lên mạng tìm trang web giảng giải kinh của sư Tịnh Không. Kể từ đó tôi được lợi rất nhiều. Rõ ràng nhất là sức khỏe tôi được cải thiện tốt hơn. Trước đây tôi theo phong trào giảm cân, ăn kiêng nhưng không giảm mập, còn khiến bao tử, ruột bị bất ổn, trong người nóng, sinh chứng bí tiểu, không còn khí lực, sức khỏe rất tệ. Tụng kinh được mấy năm, tôi thấy sức khỏe mình chuyển tốt hẳn lên, đặc biệt là bệnh của con trai. Khi ở trong thành, tôi vô phương chữa trị chứng co rút của cháu. Lúc về quê thì tình cờ gặp một vị đông y vô cùng hiền thiện. Trải qua gần một năm chẩn trị, bệnh tình thằng bé hồi phục hết 9 phần 10. Đây cũng là động lực khiến tôi càng kiên trì tu học Phật. Năm nay, vì lý do cá nhân, tôi nghỉ việc, ở nhà ngót 6 tháng. Sau đó tôi quyết định đi tìm việc mới. Nhưng một kẻ không có sở trường chuyên môn như tôi, lại ở vào độ tuổi trung niên, không có tài gì vượt trội lớp trẻ, nên tôi có cảm giác nếu không khéo sẽ bị xã hội đào thải. Bởi vào những năm 2008-2009, các thế hệ hậu bối nhân tài xuất hiện đầy, nên một phụ nữ trung niên như tôi muốn tìm được công tác thích hợp không phải là chuyện dễ. May mà tôi được nghe Phật pháp, gặp thầy chỉ dạy, nên hiểu tất cả đều là nhân duyên, vì vậy mà có thể quẳng gánh ưu tư để vui vẻ sống. Trong lúc lên net tình cờ, tôi nhìn thấy các pháp hữu, huynh đệ khác cũng đăng tin trao tìm việc, xem rất hay, lạ và thú vị. Thế là tôi cũng bắt chước tự thảo một tờ đơn tìm việc như sau. Tôi rất mong tìm được việc theo tiêu chuẩn: 1. Chánh nghiệp, chánh mạng. 2. Chỗ làm gần nhà để có thời gian học Phật. Xin phát nguyện: 1. Mỗi một cử tâm động niệm đều luôn cẩn thận, nguyện đoạn ác tu thiện, cầu sinh tịnh độ. 2. Hằng ngày xin tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật từ một tiếng đồng hồ trở lên, lạy Phật trăm lễ. 3. Nếu có được công tác rồi thì mỗi tháng sẽ trích ra 20% thu nhập dùng làm từ thiện, in ấn, phóng sinh, cứu bần, vân vân. Tờ nguyện vọng công tác tôi viết giản đơn, bởi vì thấy mình không có phúc báu nên chẳng dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong được chỗ làm gần nhà, có thời gian chăm sóc gia đình và tu học thì quý rồi. Tờ đơn tìm việc viết xong, tôi cứ theo công khóa ấn định trong đó mà thực hành. Nếu có thông báo tuyển người thì sẽ thấy trên mạng. 2 tuần trôi qua chưa có kết quả gì. Đến tuần thứ 3, thấy trên mạng có nhà nọ thông báo tuyển dụng, nhưng xem lại điều kiện tôi thấy không hợp với mình nên chẳng xin vào. Lại mấy ngày trôi qua, có đơn vị nọ thông báo tuyển dụng, tôi thu hết can đảm viết đơn xin việc gửi đi. Nào ngờ được công ty hồi đáp, mời đến gặp mặt thử. Sau đó tôi vào sở làm như hiện nay. Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, chỗ làm cách nhà chừng 45 phút lái xe, y như tâm nguyện mong muốn của tôi, vì đây là công tác giúp đỡ người, thuộc chánh mạng, chánh nghiệp. Tôi nhớ đến lời sư Tịnh Không từng nói, trong Phật môn có cầu tất ứng,
nếu cầu bất ứng, vấn đề là do nơi chúng ta. Hiện tại tôi đã đi làm việc được 2 tháng rồi. Xin cảm ơn chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên, Thiện Thần, cảm ơn chư Pháp Sư đã hết lòng dạy dỗ con. Đệ tử Tam Bảo, ngày 10 tháng 1 năm 2016. Tâm sự người vợ. Bài tự thuật này là của Viên Viên, hội viên đoàn Tâm Thượng Liên Hoa. Chị ngày xưa đã trải qua kinh nghiệm thống khổ tận cùng. Sau đó, may gặp thiện tri thức, chị phát tâm sám hối, tu trì, sửa lỗi và từng bước mài luyện tâm. Đến nay, chị hoàn toàn thay đổi, được hoán cốt trùng sinh. Sau đây là lời kể của chị. 1. Tự làm tự chịu. Lúc còn là thanh nữ ở nhà, tôi sống rất bất hiếu, do phụ thân có tính nóng nảy. Khi vui thì cư xử tốt với mẹ con tôi, nhưng hễ lên cơn giận thì không đánh cũng là quát tháo mắng chửi, khiến tôi mang cảm giác sống không an toàn. Tâm tư luôn bị áp chế kìm nén. Do vậy mà tôi thường tránh mặt phụ thân, hiếm khi chịu trò chuyện cùng ông. Hễ vừa thấy ông là tránh ngay. Tôi không hề nghĩ đến cảm thọ của cha, không hề biết điều này sẽ làm ông tổn thương, khó chịu. Sau này, từ An Huy, tôi chuyển đến Thượng Hải sống và quen biết người chồng hiện tại bây giờ. Mới đầu, hằng ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau, bỏ nhiều thời gian trò chuyện qua phone. Tình cảm ngày càng thấm thiết, hơn 1 năm thì kết hôn. Kết hôn xong, tôi sống chung với ba mẹ chồng. Mới đầu qua giai đoạn khách sáo, rồi thì bầu không khí chuyên chế, hung hãn, áp bức, nghi ngờ bắt đầu phây bủa quanh tôi. Chồng tôi bận đi làm, đến tối mới về. Tôi đa nghi như Tào Tháo, nên hay nghi thần, nghi quỷ, không ngừng gọi điện cho anh. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng do tôi lớn lên từ gia đình có cảm giác không an toàn. Lại thêm tôi chưa hiểu Phật Pháp, quen chìm trong vô minh, không biết tỉnh giác, kiểm soát tự ngã. Tôi lúc đó rất lười nhác, đang sở về nhà thì lo ngủ. Ngủ cho tới lúc ăn cơm còn không muốn thức dậy. Mẹ chồng kêu ra ăn cơm, tôi vẫn không vui. Bản thân tôi hễ cho ra chút gì là luôn muốn được nhận lại. Không thu được chi thì ôm phiền vào lòng. Có lần tôi còn đến công ty của chồng mách chuyện, không hề nghĩ mình làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt nơi đơn vị anh. Chồng tôi rất tức giận, lại thêm những mâu thuẫn trước đây tích lũy, khiến anh rất khó khăn. Kết quả, đây là lần đầu anh đề nghị ly hôn. Đương nhiên tôi chẳng đồng ý. Mặc dù bên ngoài tôi giả bộ nhún nhường, nhẫn nhịn, nhưng trong lòng tôi rất tức giận, cảm thấy bọn họ, tất cả nhà chồng đều có lỗi với tôi. Đã cưới tôi về, vì sao không cho tôi vui vẻ? Mặt mày tôi cả ngày u sầu, nhất là mỗi khi nhìn thấy mẹ chồng thì hận không được lập tức chạy về phòng đóng cửa lại ngay. Lúc ăn cơm, chồng tôi là khó khăn nhất, vì phải ngồi giữa hai người đàn bà nghịch nhau nên sắc mặt rất khó coi. Vì vậy mà anh về nhà càng lúc càng muộn. Chuyện đi vắng, du ngoạn ngày càng nhiều, khiến tôi oán khí trong lòng ngày càng lớn. Kết hôn được hơn 1 năm, tôi sinh ra đứa con gái. Đây đúng ra phải là một việc hạnh phúc, nhưng những ngày tháng thống khổ của tôi lại bắt đầu. Bởi vì đối với mọi sự tình, tôi luôn nhìn theo chiều hướng xấu. Mẹ chồng chăm sóc tôi suốt thời gian ở cữ. Bà có bệnh suy nhược thần kinh, tối hay bị mất ngủ. Cha chồng còn phải đi làm, nên các việc trong nhà, bồng cháo nấu nướng đều do bà lo. Tôi còn oán bà buổi tối không chịu trông cháu. Hết tháng ở cữ rồi, tôi chăm sóc con, càng cảm thấy mẹ chồng chỗ nào cũng muốn gây khó dễ cho mình. Hễ tôi xem tivi, bà cố ý nghiêng người không cho tôi xem. Tôi thay đồ cho con rồi, bà lại cố tình thay cho cháu bộ khác nữa. Bây giờ nghĩ lại, thật ra những việc mẹ chồng làm là không có gì sai,
tất cả đều do tôi quá nhạy cảm, quá đa nghi, tự mình suy diễn chủ quan thôi. Lúc đó, mỗi lần về nhà thăm cha mẹ ruột, tôi luôn than kể mẹ chồng và phu quân đối với tôi không tốt. Mẹ tôi yêu con gái nên bênh tôi và nghiến răng trách họ. Cha tôi ở cạnh cũng nổi lôi đình theo. Khi con tôi được 6 tháng, tôi đòi đi làm, đem con giao cho mẹ chồng. Vì không muốn gặp mặt mẹ chồng, nên tôi cứ sớm đi tối về. Chồng và con tôi đều chẳng quản. Cuối cùng dẫn tới một ngày, xung đột bùng phát. Mẹ chồng thấy tôi cả ngày chẳng quản gia đình, cũng chẳng lo cho con. Bà hết nhịn nổi, bèn tìm đến nhà tôi để mắng vốn. Do trước đó tôi đã ca cẩm nhà chồng rồi, nên khi mẹ chồng tôi vừa vào đến cửa, thì mẹ tôi nổi đoá, gây cãi với bà, âm ỉ tới mức đồ đạc bị ném tung ra ngoài. Lần xung đột này mở màn cho chồng tôi cùng đứng lên bên mẹ. Anh kiên quyết yêu cầu ly hôn. Hơn nữa còn cấm không cho phép tôi ngủ lại trong nhà họ. Một mình tôi thuê nhà ngủ bên ngoài. Con gái không thể gặp, chồng cũng không thể đến. Tôi còn phải đối diện với sự truy hỏi và tức giận của cha mẹ. Lúc đó trong lòng tôi có hối hận, nên đã ngỏ lời xin lỗi với chồng. Phu quân tôi rất tốt, anh cho tôi tiền thuê phòng. Mỗi cuối tuần đều để tôi được gặp con gái. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh và mẹ chồng tôi thật là từ bi, khoan hồng độ lượng. Duy chỉ lần này, bất kể tôi cầu xin thế nào, anh vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Hằng ngày tôi thui thủi một mình trong phòng thuê, ngồi khóc mướt, ngày nào cũng chỉ ngủ 3-4 tiếng, khóc mệt thì ngủ, sau đó thức dậy thì tiếp tục khóc ướt đẫm chiếc gối. Tôi nhớ con gái, trong lòng đau như dao cắt. Đầu tóc tôi chỉ mấy tháng mà bạc đi rất nhiều. 2. Càng đi càng sai. Chìm trong mê muội thống khổ cực đoan, tôi bỗng nhớ tới Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Thế là vội đến chùa chiêm lễ tôn tượng từ bi của Ngài, rồi thỉnh một tượng nhỏ của Ngài về thờ. Hằng ngày đứng trước Ngài lễ bái. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu thế nào là tu hành chân chánh theo Phật Pháp. Chỉ nghĩ rằng lễ trước Ngài như vậy là tin Phật, Ngài sẽ chúc phúc cho tôi. Không ngờ đối với một kẻ hiểu biết Phật Pháp cạn cợt như tôi mà Bồ Tát cũng rủ lòng xót thương gia hộ. 3 tháng sau, chồng tôi nghe bạn bè khuyên giải, chẳng đòi ly hôn nữa. Lúc đó, tôi tuy có ý hối hận và mừng vui vì nguyện ước đạt thành, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa cam tâm. Con cảm thấy mình là kẻ bị hại, là một nàng dâu trẻ bị bên chồng ức hiếp đuổi ra khỏi nhà. Tôi ở ngoài thuê nhà cư ngụ ngót 3 năm. Trong 3 năm này, chồng tôi cũng thành ra ở 2 chỗ. Những tình tiết trong đây khó mà kể hết. Sau 3 năm, nhà cũ bên chồng tôi được phá bỏ, giải tỏa, di dời định cư, nên chúng tôi được chia một căn nhà. Lúc đó tôi nghĩ, bây giờ cuối cùng đã có thể không còn phải ngủ chung với mẹ chồng nữa. Tôi không nhìn thấy mẹ chồng, tóc ngày một bạc, hình dung tiều tụy, thân thể gầy ốm, đối với những gì bà đã hy sinh cho con trai. Lúc đó tôi nghĩ rằng tất cả bất hạnh của mình là do bà tạo ra. Thế nên tôi tự tạo nghiệp chướng hết chỗ nói, mang tâm tư đó thì bi kịch chắc chắn phải xảy ra. Trong thời gian sửa sang nhà mới, chồng tôi để tôi quản lý phụ lo, nhưng tôi bất kể, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào một điều là trên giấy tờ nhà có viết tên tôi hay không. Chồng tôi nói muốn làm giấy tờ nhà thì nội giao tế chi phí cũng tốn mấy vạn. Hiện tại anh chưa có đủ tiền nên khuyên tôi hãy đợi mấy năm nữa hẳn làm giấy, không cần phải gấp. Tôi nghe anh nói vậy rất tức giận, bắt đầu nghi ngờ anh. Tôi không thèm nấu cơm cho anh ăn, hằng ngày chiến tranh lạnh, con gái tôi cũng không thèm quản. Trong óc tôi toàn chỉ nghĩ, anh chẳng làm giấy tờ nhà chính là không thực lòng sống với tôi. Càng nghĩ càng tức, ôm đầy sầu muộn, dường như khí giận khiến tôi bị ưu bướu tuyến sữa.
Khi đi khám thì tế bào đã biến dị, phải chữa hóa trị đan xen. Bác sĩ nói để muộn 6 tháng sẽ khó trị. Trong một lần chồng tôi muốn ăn cơm mà tôi không thèm nấu nên xảy ra xung đột. Anh nhịn hết nổi đã ra tay đánh tôi. Tôi liền báo cảnh sát. Sau đó tôi càng nghĩ càng uất, bèn đến hội phụ nữ than oán mẹ chồng do chẳng nghĩ đến hậu quả. Trong lúc bực tức, tôi tìm đến đài truyền hình, rêu rao trên tiết mục hòa giải, kể oán mẹ chồng đủ điều, gây ra ảnh hưởng và tai tiếng cực xấu cho mẹ chồng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc đó tôi không bằng cầm thú. Thuở tôi và chồng mới quen nhau, anh từng khuyên tôi đi học kế toán và sắp xếp cho tôi đến công ty bà con anh để học, giúp tôi biết rành việc sổ sách. Kết hôn rồi thì anh tài trợ cho tôi học đại học tài chính. Sau đó nhờ có mẹ chồng giúp trông con nên tôi mới toàn tâm toàn ý học thành tài. Khi mẹ ruột tôi bị bướu bao tử, chồng tôi đã lo giúp cho bà nhập viện, tìm bác sĩ hay chữa trị, mua thuốc. Việc mua thuốc men lúc đó khó khăn, dù có tiền cũng khó mua được. Mẹ chồng còn giúp tôi tìm phòng thuê hạ giá, để cha mẹ tôi xuất viện rồi có thể cư trụ an lạc. Tất cả đều là đại ân đức, nhưng tôi lại đối với họ thế này. 3. Gặp Phật Pháp được trùng sinh. Do vụ đứng tên giấy tờ nhà và con gái đi học mà tôi xảy ra tranh chấp không ngừng với chồng, cộng thêm những uất ức oan khuất trước đó, nên trong cơn tức giận không nghĩ đến hậu quả, tôi đã đến pháp viện đệ đơn ly hôn. Khi chồng tôi nhận được giấy tòa đòi, liền tìm tôi bàn bạc, nhưng tôi tránh mặt, chẳng thèm nói chuyện với anh. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó tôi thiệt vô minh hết chỗ nói. Do tôi luôn có cảm giác không an toàn, cộng thêm bản tính hay cho mình là trung tâm. Thực ra tôi cần tiền, cần nhà, cần con, chứ không hề muốn ly hôn. Tôi chỉ muốn chồng quan tâm tới mình, nghe mình mà thôi. Trong thời gian đó, tôi đúng là sống không bằng chết. Nghĩ lại mình trước đây vốn là một cô gái thuần khiết, bị cả nhà họ áp bức đến nỗi biến thành như thế này. Thế nhưng vì sao lại đến nước này? Làm thế nào mới đúng? Sâu thẳm trong đáy lòng tôi có cảm giác mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không tìm ra đáp án. Trong thống khổ mê muội, tôi lại đến chùa lễ Bồ Tát. Vẫn là giống như trước đây, tôi cứ khấu đầu lại cầu Bồ Tát gia hộ chỉ điểm phá mê. Lần này tôi tiến thêm một bước là kết duyên cùng Phật Kinh. Một cuốn thiện thư, không phải kinh Phật, ngày đó hấp dẫn tôi. Ngoài bìa có đóa sen trang nhã, tôi nhìn rất ưa. Đó là cuốn Tâm Thượng Liên Hoa Thứ Đệ Khai tập 6. Mỗi câu chuyện trong sách thu hút hấp dẫn tôi, khiến tôi đọc đi đọc lại ngót mấy lần. Nhất là trong đây có một bài viết của một người vợ có cảnh ngộ giống hệt như tôi. Nó lên nỗi niềm thức tỉnh giác ngộ, tự nhìn ra lỗi. Tôi cảm thấy mình thua xa cô vợ kia, vì cô ta phản tỉnh thật là sâu sắc. Tôi nghĩ đến những điều mình đã làm, lương tri bắt đầu thức tỉnh. Sau khi về nhà, tôi ngồi kiểm điểm lại bản thân một hồi, rồi bật khóc to. Lần này không phải là khóc vì oan khuất, mà vì cảm thấy mình có lỗi với người quá nhiều, thật quá nhiều đi. Tôi là kẻ vô ân, những gì người làm cho mình thì luôn cho là lẽ đương nhiên. Tôi sống không có trách nhiệm với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng. Là con không tròn hiếu đạo, là vợ không tròn bổn phận. Nhìn góc độ nào tôi cũng đều không tốt. Khi tôi nhận ra mình đã sai quá mạng thì vội vàng đi rút đơn kiện lại. Nhưng đã muộn. Tôi vừa rút đơn thì chồng tôi cũng đã nộp đơn khởi tố, còn dứt khoát bảo tôi: "Anh đã tha thứ cho tôi vô số lần, nhẫn nhịn tôi vô số lần, anh chịu đựng quá đủ rồi, nên kiên quyết ly hôn." Bây giờ tất cả xem như vô phương cứu chữa. Tôi cảm thấy mình thực tại quá thống khổ, không ai có thể hiểu, thông cảm cho. Thế là ngay trong ngày xét xử, tôi uống hết một liều thuốc ngủ, viết một phong thư tuyệt mệnh rồi nằm trên giường liệm đi. Trước thời gian tự sát, tôi được Liễu sư tỷ dìu dắt,
hướng dẫn đến chùa kết duyên với kinh Địa Tạng, ngày nào cũng tụng, hy vọng Bồ Tát từ bi không bỏ rơi tôi. Đồng thời tôi cũng cố gắng tham gia đội Liên Hoa. Trong ngày cuối cùng, tôi có biểu lộ ý nghĩ lìa bỏ thế giới này. Sau đó tôi được biết, trong suốt 2 ngày tôi hôn mê, các pháp hữu trong đội luôn tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho tôi. Các đồng nghiệp bạn thân thấy tôi 2 ngày rồi không tới sở làm mà liên lạc tôi cũng không được, nên họ lo lắng cùng tới nhà tôi thăm thử. Phát hiện tôi đang hôn mê bất tỉnh nên vội chở tôi đến y viện cấp cứu. Đúng là chư Phật Bồ Tát không hề bỏ rơi tôi, nhờ vậy mà tôi được cứu sống. Mấy ngày trước khi tự sát, tôi từng gửi tiền phóng sinh cho đoàn Liên Hoa. Có lẽ nhờ ý thiện muốn mở con đường sống cho loài vật, mà trong vô hình cũng đã mở sinh lộ cho chính tôi. 4. Bắt đầu chuyển đổi. Phu quân tôi yêu cầu khởi tố ly hôn, song do tôi tự sát nên bị hoãn lại. Thế nhưng việc gì đến phải đến, không thể do tôi thực sự nhận ra sai lầm mà cứu chữa được ngay. Tại Pháp Đình, dù tôi khóc lóc van xin thế nào, chồng tôi vẫn lạnh như băng, không mảy may xúc động. Anh thẳng thừng nói, không còn chút cảm tình nào với tôi. Lời lẽ lạnh lùng, ánh mắt băng giá càng khiến tôi khóc ngất. Tôi kiên quyết không đồng ý ly hôn. Lúc đó, tòa cũng không phán ly hôn, chỉ bảo tôi, có cố níu kéo cũng vô nghĩa thôi. Nếu sớm biết có ngày nay thì ban sơ đừng làm vậy. Hôm đó tôi khóc sướt mướt cho đến khi về tới nhà, vẫn còn khóc mãi, khóc đến không còn sức để khóc nữa, thì nằm chết dí trên giường mà rên rỉ. Trong thời gian này, một mình tôi cô lẻ ngủ tại căn nhà mới, chồng và con tôi ở bên nhà chồng. Phu quân hầu như không nói chuyện cùng tôi, có nói gì thì chỉ là yêu cầu ly hôn. Tôi chỉ có thể gặp con gái mỗi cuối tuần một lần. Tinh thần và sức khỏe tôi cực kỳ tồi tệ. Mặt mày ảm đạm, không còn chút sinh khí. Mỗi lần con gái gọi điện tới nói nhớ mẹ, tôi đều khóc, khóc đến không còn sức để khóc. Đêm đến, tôi thường mất ngủ, dù có ngủ cũng luôn thấy ác mộng, thức dậy thì lại bắt đầu khóc tiếp. Ban ngày, tôi luôn rơi vào ưu tư sầu khổ, hễ nghĩ là nhớ tới những điều sai mà tôi đã làm trong quá khứ, không kềm được, toàn thân phát run, thở cũng không nổi, mồ hôi tuôn đầy, chẳng muốn ra khỏi cửa. Tôi rất sợ gặp người. Cả thân tâm đều bị dày vò bởi niềm xấu hổ, không thể tưởng tượng được rằng mình có thể sống tiếp trong tương lai. Điều khiến tôi cảm động nhất là cho dù tôi xấu xa như thế, chư Phật Bồ Tát vẫn từ bi không bỏ rơi một chúng sinh đang quẫy đạp trong đau khổ như tôi, vẫn nhất định cứu tôi. Các sư trưởng, bằng hữu thân thiết cũng không lìa bỏ tôi, từ bi giúp tôi. Các pháp hữu trong đội Tâm Thượng Liên Hoa cũng không bỏ rơi hay ngại tôi làm phiền chi, ngược lại còn rất nhẫn nại hướng dẫn tôi. Dưới sự dìu dắt của chư pháp hữu Phật tử, tôi ra sức sửa lỗi đổi mới, khởi sự tụng kinh Địa Tạng, tụng mỗi ngày, hơn nữa còn sao chép lễ lại Bồ Tát Địa Tạng Vương, viết ra những cảm ngộ nhờ tụng kinh mà tâm chuyển hóa. Ở trước chư Phật Bồ Tát, tôi thành tâm ăn năn sám hối những lỗi sai của mình, phát nguyện sửa lỗi đổi mới. Khi tôi hồi tưởng đến những lỗi bất hiếu trong quá khứ của mình, tôi chìm đắm trong khổ sầu, không ngoi lên được, đến tụng kinh chẳng nổi. Các pháp hữu khuyên tôi, những sai lầm trong quá khứ đã vô phương cứu chữa và nhân quả hiện tại cũng đã trừng trị tôi rồi. Tại nơi đây, tôi đặc biệt muốn cảm ơn các pháp hữu trong đội Liên Hoa, nhất là sư tỷ Tố Tâm. Trong tháng ngày khốn khổ cực cùng của tôi, chị Tố Tâm luôn kề vai sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm tu hành của chị nơi nhà mẹ chồng để khuyến khích cổ vũ tôi, đem đến cho tôi sự phụ trợ lớn lao không gì có thể sánh. Nếu như không nhờ chị, có lẽ tôi khó thể chuyển đổi nhanh như thế này. Chị Tố Tâm dạy tôi nên bắt đầu sửa đổi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chẳng hạn như
phải quét dọn nhà sạch sẽ, phòng ốc giữ thanh khiết, vật gì không cần thì thanh lý cho đi. Khi tôi quét nhà, lau dọn, tôi có cảm giác như đang lau chùi tâm mình, quét sạch hết mọi ô uế ra khỏi tâm, sau đó thì niệm Phật, tâm mới tịnh hóa. Còn có Pháp Hữu khuyên tôi đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, bảo tôi hãy để tất cả lỗi lầm chết theo ngày hôm qua, xem hôm nay là một ngày mới bắt đầu. Rằng nghiệp lực tuy lớn, nhưng nguyện lực từ bi của chư Phật Bồ Tát còn lớn hơn. Hãy đem nỗi niềm cảm ngộ tri ân chư Phật Bồ Tát theo mình. Để khi đi đường, ngồi xe, làm cơm, nấu bếp hay quét dọn, nghĩa là làm gì trong bất cứ thời khắc nào cũng phải âm thầm niệm Phật, nên hành xử tương xứng với lòng từ và trí huệ của chư Phật Bồ Tát, và nguyện đem phúc điền này hồi hướng cho chúng sinh. Cứ thế, từng bước, tôi khuôn tập thói quen tốt này, tâm tư dần chuyển sáng. Tôi thực sự ý thức, làm tổn hại người chính là tự làm tổn hại mình. Muốn sửa quan niệm ích kỷ xa xưa của mình, tôi không nóng nảy hấp tấp, không cho mình là trung tâm. Luôn đặt mình vào vị trí người mà thông cảm, hiểu thấu, khoan dung, nhẫn nại, chịu khó với người. Tôi thường quan sát kiểm lỗi nội tâm mình. Hễ vừa khởi niệm xấu thì lập tức sám hối để tiêu trừ ngay. Lo buông bỏ ngã chấp, học và hành theo gương từ bi trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Chỗ chỗ đều nghĩ cho người, học cách sống, biết tri ân và báo đáp. 5. Sửa lỗi, học tri ân. Ngẫm kỹ lại, trước đây tôi có rất nhiều điều không phải. Là con thì bất hiếu, chẳng quan tâm cha mẹ. Làm dâu thường xung đột mẹ chồng, làm vợ không dịu hiền. Hiện thời tôi cần làm tròn bổn phận mình, thậm chí phải làm cho chu đáo, ưu tú. Đầu tiên tôi phải sửa đổi với gia đình. Sau đó thì tôi chẳng quan tâm tới việc có ly hôn hay không. Bất kể chồng tôi quyết định thế nào, tôi đều phải sửa lỗi, đổi mới, lo hoàn thiện bản thân mình, chứ chẳng phải vì muốn không ly hôn mà sửa. Bởi trong quá khứ tôi đã làm sai, đã mang lại nhiều thống khổ cho người bên cạnh. Vì vậy mà tôi muốn chuộc tội bằng cách sửa đổi chính mình. Dù thế nào, tôi cũng phải làm chu toàn trách nhiệm của mình. Nếu như duyên phận chúng tôi đã hết, anh muốn ly hôn, thì tôi xin chiều ý và chân thành chúc anh hạnh phúc. Tâm được bình hòa lại rồi, tôi không còn chấp trước hay muốn thủ riêng gì nữa. Dần dần những ưu tư trói buộc tôi càng ít đi. Hồi xưa mỗi ngày cứ khoảng 3 giờ chiều là tâm tôi suy sụp buồn bã, cứ muốn khóc, muốn phát khùng, thậm chí muốn tự sát. Giờ đây các suy nghĩ tiêu cực này ngày càng ít đi. Cho đến qua năm mới thì không còn nữa. Ban đêm tôi cũng không còn mất ngủ hay nằm thấy ác mộng chi, mà ngủ rất ngon, khiến các bạn bè và sư trưởng chung quanh đều khen tôi thay đổi lạ đến mức hầu như không còn giống gì ngày trước. Sắc diện cũng trở nên đẹp hơn. Trong công tác, tôi đối với công ty, đồng sự quan tâm nhiều hơn, nhiệt tình, chăm chỉ, mối quan hệ giao hảo rất tốt. Về công tác cảm thấy rất thuận lợi, trong sinh hoạt càng lúc càng chan hòa lòng yêu thương, tri ân, từ bi. Nhưng quá trình sửa lỗi của tôi, kể thì thấy dễ vậy, chứ trong thực tế tôi thường phải tập tành, làm đi làm lại nhiều lần, vì chỉ cần một chút không cẩn thận là mất tỉnh giác, tập khí mê muội hồ đồ sẽ bộc phát y như xưa và khiến tôi làm sai. Có một dạo tôi chìm trong chấp trước, đắm trong thống khổ mà chẳng thể ngóc đầu lên. Những lúc đó tôi rất phiền muộn nên tìm chị Tố Tâm nhờ tháo gỡ giùm. Hồi đầu có lần tôi nhắn tin cho chồng rất lâu mà không thấy hồi âm, tôi nhân đó bị chìm vào vực thẳm buồn sầu. Chị Tố Tâm khuyên phải tin chư Phật Bồ Tát, chỉ bảo tôi tụng 21 biến tâm kinh để dừng vọng niệm. Hãy y theo Phật Pháp dạy mà làm đúng bổn phận con gái, nàng dâu, vợ hiền. Tôi cũng đến nhà cha mẹ ruột sám hối với phụ thân vì trước đây cư xử lãnh đạm làm ông buồn. Tôi khóc, phụ thân cũng khóc.
Tôi nói mình bất hiếu, đã biết lỗi sai, xin phụ thân tha thứ. Cha tôi bảo, biết sai là tốt, ông tha thứ cho tôi. Hiện nay, tôi và song thân cảm tình rất tốt, tính cáu gắt của phụ thân cũng đỡ rất nhiều. Tôi nhắn tin cho chồng và mẹ chồng, cảm tạ đại ân đại đức của họ, cảm ơn họ quan tâm chăm lo cho con gái tôi, hướng họ sám hối những lỗi sai của mình. Tất nhiên, bên chồng tôi không thể nào chấp nhận ngay được. Tôi hiểu, băng kết dày ba thước có thể làm tan chảy mau trong sớm chiều. Bởi trước đây, tôi đã làm họ tổn thương quá sâu. Mới đầu, mỗi cuối tuần, khi tôi đến đón con gái, mẹ chồng không cho tôi vào cửa. Còn các món quà tôi mua đem đến biếu, bà đều bỏ ngoài cửa. Lúc đó, trong lòng tôi nghĩ, cho dù mẹ chồng có đánh hay chửi mắng hoặc ném đồ vào tôi, thì tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tặng quà. Bởi tất cả những gì tôi làm bây giờ là để cứu chuộc, tạ lỗi mà thôi. Dần dần, mẹ chồng đã chịu gọi điện tới, dặn tôi mua thứ này, thứ nọ, những đồ cần cho việc học tập của con gái đem đến. Cuối tuần, khi chồng tôi tới đón con, anh cũng ghé vào nhà xem tivi đôi chút. Mặc dù không trò chuyện cùng tôi, không ăn cơm tôi nấu thì tôi cũng rất cảm ơn rồi. Tôi luôn giữ nhà cửa sạch sẽ. Anh tới thì tôi luôn pha trà nóng bưng lên mời. Do anh thường đi làm, tôi bảo anh để y phục dơ cho tôi giặt. Giải thích là mẹ đã rất cực nhọc rồi nên để tôi làm tiện hơn. 6. Cải biến triệt để. Khi trong lòng không còn đòi quyền lợi cho mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc người, chỉ muốn biểu lộ lòng tạ ơn, chỉ muốn làm được chút gì đó cho người. Hành vi này đã khiến nội tâm tôi hoàn toàn chuyển biến và người cũng cảm nhận được lòng tôi. Cuối năm này, chồng tôi ghé qua, tất nhiên không ăn cơm mà sẽ dùng tiệc tất niên bên chú. Anh cũng không mời tôi đi, tôi cũng chẳng giận, còn làm bánh ngon gửi tặng. Sau đó, mình tôi ở nhà quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đợi anh và con gái ăn tiệc xong quay về. Qua mấy ngày sau, anh nói muốn tôi viết đơn nhận lỗi, muốn tôi chủ động từ bỏ quyền sở hữu nhà cửa. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa, trong lòng rất vui vẻ vì anh đã cho tôi cơ hội sám hối. Tôi viết hai đêm thì xong. Lúc này chồng tôi chủ động nói sẽ tặng tôi 20% sản quyền, nhưng tôi không hề yêu cầu. Còn xác nhận mình tự nguyện buông bỏ tất cả sản quyền phòng ốc. Trước đây tôi xem trọng nhất là tài sản, nhưng bây giờ tôi thực tâm muốn buông bỏ hết mọi vật chất mà xưa kia tôi rất chú trọng. Bạn biết không, buông xả rồi thì trong lòng phi thường thoải mái, nhẹ nhõm, tôi tận hưởng niềm kinh an khoái lạc chưa từng có. Đây là điều tôi thu được quá lớn lao. Qua xuân tôi vẫn kiên trì làm những gì cần làm. Quét dọn vệ sinh, lau nhà sạch sẽ, nhiệt tình làm cơm, nấu bếp. Tôi lưu tâm nghiên cứu các món chay ngon để nấu đãi người. Ngày xưa tôi vốn là cô gái lười nhác, nhưng bây giờ dù anh chỉ ghé thoáng qua thì thức ăn, nước uống, chăn mền, ghế, giường tôi đều giữ sạch sẽ. Bất kể anh có đến ở hay không, có dùng cơm hay không, thì tôi luôn làm mâm cơm tươm tất để sẵn. Lâu dần anh cũng nhận ra tôi có thay đổi, bắt đầu giao hảo tốt hơn. Một ngày trung tuần tháng 3 năm nay, hôm đó trời rất đẹp. Anh bỗng đến bảo tôi thu xếp hành lý, giải thích là bạn anh vừa mua xe, mời cả nhà chúng tôi đồng đi du ngoạn. Tôi ngoan ngoãn chuẩn bị hành lý, dẫn con gái cùng đi. Trong chuyến du hành, anh mua kẹo mạch nha cho tôi ăn. Nhưng mạch nha dẻo quá nên tôi ăn lúng túng, dính tùm lum, khiến anh bật cười. Chúng tôi du ngoạn rất vui. Con gái tôi rất vui sướng, cả ba chúng tôi cùng hạnh phúc, niềm hạnh phúc mấy năm rồi chưa từng có. Từ lần đi chơi đó về, anh bắt đầu ăn cơm tôi nấu, chúng tôi bắt đầu giao lưu cảm thông nhiều hơn. Năm nay, ngày mùng 1 tháng 5, tôi và chồng đồng lên núi lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương, ngủ lại núi một đêm.
buổi khuya nghe trong chùa tụng kinh khóa sáng, trong lòng đối với Bồ Tát bỗng thấy lưu luyến vô hạn. Tháng 10 năm nay, em gái tôi sắp kết hôn, chúng tôi hẹn nhau sẽ đi bái Bồ Tát Địa Tạng. 7. Hạnh phúc như mơ. Bây giờ trong cuộc sống, chỗ nào cũng nhìn thấy tấm lòng tốt của chồng tôi bàn bạc. Khi anh ở nhà thì từ sáng sớm đã thức dậy, nấu nước nóng, pha trà, đặt bên cửa sổ. Đợi con gái và tôi thức dậy rồi thì có trà ấm nóng để uống. Khi tôi và con gái đi đánh răng rửa mặt thì anh vào xếp mền. Tôi bảo anh đừng xếp, để đấy lát nữa tôi làm. Nhưng anh dịu dàng nhìn tôi vừa gấp xong cái mền. Tôi thật là không tròn phận vợ. Khi tôi tình cờ nói thích ăn sầu riêng thì hôm sau anh lập tức mua về, còn mua thêm quả vải to ở tận sân trúc. Anh giải thích phải ăn sầu riêng chung với trái vải sân trúc, như vậy mới tốt, nếu không sẽ dễ bị nóng lắm. Anh thật là ông chồng chu đáo quá đi. Đúng lúc bạn bè tới thăm, tôi cùng họ dùng sầu riêng. Từ sở làm anh gọi điện về hỏi tôi ăn có ngon không. Không phải vì lời hỏi thăm mà chính cung cách thể hiện tấm lòng quan tâm ân cần của anh khiến tôi thấy ấm áp vô hạn. Bây giờ mẹ chồng hàng ngày đều thay tôi đón con gái giùm. Bà dành cho tôi rất nhiều sự thoải mái. Để tan sở, tôi có thể đi làm những gì mình thích. Tôi thầm tri ân bà. Mẹ chồng còn luôn gọi điện dặn tôi chú ý. Khi trong người bị nóng thì phải ăn gì, bụng không thoải mái nên ăn gì. Thật là nhà có người già như có trân bảo vậy. Bình thường trong sinh hoạt, chồng tôi rất tế nhị. Anh quan tâm lo cho tôi từng chút, luôn kiểm tra xe để tôi chạy an toàn. Khi tôi đi họp bạn, anh âm thầm nhét tiền vào bóp tôi, sợ tôi không đủ dùng. Ngày cuối tuần, anh chẳng nói lời nào, dẫn tôi đi đến tiệm quần áo. Tôi ngỡ anh muốn mua y phục cho mình, ai ngờ anh toàn mua cho tôi. Ngày nghỉ, anh chở tôi đi ăn thức chay ngon ở khu phố lớn. Tôi là chúa ưa ăn hàng, rất khoái tẩm bổ thân thể đó nha. Sau khi ăn xong thì anh dẫn tôi đi xem phim. Cuối tuần trước, anh chở tôi đến khu đại lâu cao 46 tầng để ngắm cảnh. Những gì anh làm cho tôi đều biểu lộ tình thương nồng ấm. Tôi đứng bên sông say sưa ngắm cảnh, góc độ nào cũng đẹp. Tôi nhìn thấy hòn ngọc Đông Phương, trung tâm Hoàng Châu, trung tâm Thượng Hải, đẹp quá trời đi. Rồi tôi nhìn sang anh, thầm nghĩ tấm lòng anh mới là đẹp nhất, đẹp hơn mọi mỹ cảnh quanh đây. Anh đối với tôi thật ấm áp, chan hòa tình thương, khiến tôi như tan biến trong đó. Cuộc sống gia đình hạnh phúc quá tuyệt vời mà tôi có được đây chính là nhờ Phật Pháp, nhờ chư thiện tri thức đã chỉ dẫn tôi, giúp tôi thức tỉnh, nguyện sửa đổi mình, phát tâm sám hối, tri ân. Biết nhìn điểm tốt nơi người bên cạnh mình, từ bỏ lòng ích kỷ nhỏ nhen, hiểu rằng sống nên biết cho ra thay vì cứ đòi nhận. Kể từ đó tất cả đều thay đổi. Tôi không ngờ mình lại thu hoạch quá nhiều điều phi diệu, đến nỗi tôi chỉ biết kinh ngạc và mừng vui bất tận. Hiện tại tôi chỉ có thể công phu vào lúc rảnh, do bận đi làm, bận lo cho gia đình. Dù thời khóa công phu được tôi dành cho thời gian rất ít, nhưng đối với Phật Pháp, tính tâm tôi càng lúc càng mạnh. Tôi không còn chấp vào quá khứ để khổ đau, tiếp tục học tập thực hành Phật Pháp, vui với hạnh phúc an lạc hiện tại. Trước mắt, tạm thời chồng tôi vẫn chưa hiểu việc tu trì tụng kinh của tôi. Vì không muốn làm phiền anh nên tôi thường tụng thầm, niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng Vương, âm thầm tiếp tục hồi hướng cho chúng sinh, cho thế giới. Ghi thêm, hôm kia chúng tôi đi làm giấy tờ nhà, anh lại ghi tên tôi vào. Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp các chị em phụ nữ đồng cảnh ngộ còn đắm trong vô minh đau khổ sẽ tìm được lối thoát giống như tôi. Lời bình. Anh chồng trong đây là người tử tế có trách nhiệm.
anh không hề lăng nhăng hay dở thói trăng hoa trong suốt thời gian dài xa cách bất hòa với vợ. Viên Viên viết bài tự thuật này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh giác, nên luôn thấy ưu điểm bên nhà chồng và sẵn sàng tự nhận chỗ sai của mình. Cô đã nếm vị ngọt nhờ vào lòng chân thành, hành trì Pháp Phật và tu sửa bản thân. Hạnh phúc này do chính cô tạo ra và tự chiêu cảm lấy. Sau đây là một câu chuyện kể khác nữa của Viên Viên. Mối duyên của Dượng X. Dượng X là chồng của cô tôi. Mẹ Dượng X do xung đột trong gia đình khó kham nên tự sát. Tính cô tôi vốn nóng nảy không tốt nên đối với Dượng rất lạnh nhạt, có thể nói là hôn nhân họ chẳng hợp nhau. Hồi đó Dượng rất muốn ly hôn, nhưng sau khi nghe một người bạn nói do anh ta ly hôn mà con trai tự sát, nên Dượng vì lo nghĩ cho con trai mà không ly hôn. Đợi đến khi con trưởng thành rồi, Dượng mới ly hôn. Dượng và cô tôi ly hôn rồi, nhân duyên chuyển xoay khiến Dượng gặp người vợ hiện tại đây. Do vợ sau là cô gái trẻ đẹp, kém Dượng 20 tuổi, nên Dượng cũng sợ nếu kết hôn sẽ không ổn, nên đối với việc tái hôn này, lòng rất ưu tư. Dượng có một người bạn là đệ tử một vị sư tu ở ngôi chùa nơi Quảng Tây, được bạn giới thiệu đi gặp sư phụ. Dượng dẫn theo cô bạn gái trẻ đẹp đến chùa, nhưng để cô bạn gái đứng bên ngoài chờ đợi. Sau khi Dượng vào chùa rồi, sư phụ liền bảo: "Ông Bình Sinh xử việc rất tốt, vợ của ông hiện đang đứng đợi ở bên ngoài." Rồi sư phụ giảng rõ căn nguyên mối lương duyên hiện thời của Dượng như sau. Khoảng 30 năm trước, lúc ông đang học đại học, lần nọ đi đường tình cờ gặp một thiếu nữ chết đuối. Ông đã bỏ ra 10 đồng nhờ thuyền phu vớt cô gái ấy lên. Hồi ấy 10 đồng là số tiền rất lớn. Do cô gái được vớt lên thân không còn y phục, nên ông liền cởi áo khoác đắp cho cô, sau đó đặt thi thể cô bên đường đợi người thân đến nhận. Cô gái này hiện nay đã chuyển thế, chính là vị cô nương đang đứng bên ngoài đợi ông. Dượng cũng kể cho tôi nghe, cô gái hiện thời so với cô gái chết đuối năm xưa, diện mạo rất giống nhau. Tuổi tác tính từ năm cô chết đến sinh ra cũng rất phù hợp. Sau khi nghe sư phụ giảng nhân quả, Dượng mới an lòng và quyết định kết hôn với mỹ nữ này. Về sau, họ có một con trai, Dượng độ 50 tuổi, còn cô vợ xinh như hoa kia chỉ khoảng 30. Họ là cặp đôi, chồng già vợ trẻ điển hình, chung sống rất hạnh phúc. Dượng bản tính tốt, rất trọng nghĩa, nhà lại rất giàu. Cho dù đã ly hôn, Dượng cũng chia nhà và nhiều tiền cho vợ trước. Khi vợ trước bệnh, Dượng lo cưu mang, chăm sóc chu đáo. Nhưng lúc Dượng bệnh thì vợ trước không lo, tất cả đều do một tay của vợ sau chăm sóc. Lúc Dượng sinh bệnh, các bác sĩ chuyên môn đều nói là bị ung bướu. Sư phụ dạy Dượng nên phóng sinh, tuy không hiểu biết gì nhưng Dượng cũng mua nhiều rùa thả. Nói ra cũng lạ, bệnh Dượng lại được lành, chẳng biết cùng phóng sinh có quan hệ chi chăng. Nhưng tôi cảm thấy Dượng rất có duyên với Phật. Sau khi lành bệnh, Dượng bèn dẫn vợ con đi triều lễ thánh địa của chư Phật Bồ Tát. Tôi kể chuyện Dượng là muốn nói về nhân quả. Do mẹ tôi không tin Phật, nhưng vì câu chuyện của Dượng chân thật như thế, nên mẹ tôi nhờ đây mà bắt đầu tin sâu nhân quả. Vợ chồng là duyên, do ác duyên hay thiện duyên mà tìm đến với nhau, không duyên thì chẳng kết. Cô tôi là vợ trước lại chẳng chăm lo cho Dượng, có lẽ duyên và nợ không sâu. Nhưng cô vợ sau vì báo ân mà tìm đến, dù ngày xưa Dượng chỉ cứu thân xác cô, nhưng nghĩa cử và tấm lòng nhân hậu của Dượng vẫn được thiện báo, 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 được thiện.